Theo dự báo thì chiều nay Bắc Bộ có nắng, không khí bớt giá rét, thế nhưng đến đêm và sáng sớm nhiệt độ lại giảm mạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Đây cũng là thông tin khép lại bản tin 5 phút hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị. Dự báo nhiệt độ cao nhất chiều nay tại Bắc Bộ vào khoảng từ 16 đến 19 độ. Tuy nhiên về đêm vẫn rất rét, nhiệt độ giảm cả chục độ, thấp nhất đêm nay chỉ từ 6 đến 10 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Chênh lệch nhiệt độ lớn dễ khiến trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Để trẻ khỏe mạnh thì phụ huynh lưu ý là vệ sinh mũi, họng, răng miệng hàng ngày cho trẻ. Phòng ngủ của trẻ phải đảm bảo sạch sẽ, thoáng, tránh khói bụi hoặc gió lùa.